Mẹ có một bất ngờ cho Mũi nè. Dạ. Nè, con mở ra đi. Trứng bất ngờ. Trứng bất ngờ, con cắm với quả trứng bất ngờ vô. Ừ. Rồi con vô thao đi, rồi mẹ đổ trứng bất ngờ qua cho con cắm. Nè. Đây. Thích không? Mũi thích không? Rồi. Một hộp. Một hộp là có hai vỉ trứng nha các bạn. Wow. Hai vỉ. Mọi thích ha. Ô. Ba vỉ. Rồi. Ôi giá ơi. Bốn vị trứng. Còn lọt ở đây mấy trứng. Đây. Wow. Rồi. Có trứng màu hồng nữa kìa. À, có trứng màu hồng nữa đây. Cho cái này nữa nè. Con thích không? Dạ hết. Thích tắm với những quả trứng bất ngờ nha. Hồ mưa nhúc nhỉ. À, có dưới mưa nữa hả? Dạ. Rồi con tắm đi. Đây mẹ cho con cái này nè. Để con chơi xong con vớt trứng bỏ vô đó nha. Vớt ra ngoài vô. Ừ, cho cái rổ. Trứng màu gì đó? Màu xanh lá cây. Rồi bỏ vô cái rổ màu xanh lá cây. Phải không? Dạ. Rồi trứng. Trứng màu xanh dương. Bên cây màu đỏ, bên cây màu vàng nè. À, hai bên luôn hả? Vậy màu đỏ con bỏ vô cái rổ màu đỏ đi. Bỏ vô. Đúng rồi. Nhiều màu đỏ quá mẹ ơi. Có băng keo dán luôn nè. Có băng keo dán trứng nữa hả? Rồi tắm đi, con tắm với trứng đi. Mở nước ra, cho nước nó nhiều lên nữa đi con. Sao nó bị sức ra luôn rồi. À, bị tuột ra rồi hả, đi mẹ xem. Con mở nước ra đi, mở nước cho băng keo. Ủa, cho nước nó đổ đầy đi. Màu xanh cái giọt, màu xanh da trời, với màu xanh da trời, màu xanh dương nha. Cái này là màu gì Mũi? Quả trứng nè. Nó căng cao mài luôn. Trứng nào màu vàng con bỏ vô cái hũ này nha. Dạ. Rồi. Còn màu xanh dương thì con bỏ vô cái giỏ này nha. Trứng này màu vàng nè. Màu vàng thì con bỏ vô cái hũ này, màu vàng. Còn màu xanh lá cây là đây. Bỏ vô không được, nó chạy nắp lại rồi. Sao con bỏ cho được? Màu xanh dương ra trời. Con mở nắp ra. Mẹ ơi, màu xanh dương với màu xanh ra dương. Đây, bỏ màu xanh lá cây ra đây nha. Được bỏ không? Màu đỏ. Màu đỏ. Màu hồng gì? Có màu hồng làm sao không có màu hồng hả cả? À, màu hồng thì cứ để vô thao, cái thao có màu hồng đó. Màu hồng thì cứ bỏ trong thao. Màu xanh dương thì bỏ đó. Màu xanh dương, màu xanh lá cây thì để bên này nha. Chịu không? Ừ, nó cho cái màu vàng ra luôn. Các bạn ơi, bạn Mũi rất là thích tắm. Mà mấy ngày nay trời nắng nóng nực á, cái bạn Mũi đề nghị mẹ, bạn Mũi đề xuất với mẹ là: mẹ ơi, mẹ mua tắm trứng bất ngờ về cho Mũi tắm nha. Dạ. Phải không? Mẹ mua trứng bất ngờ về cho Mũi tắm với trứng. Mẹ luôn á. À, rồi con cá. Có gì ở trong cọc cọc luôn nè. À, Mũi giỏi. Có gì ở trong cọc cọc dạ. Có kẹo quá con. Kẹo. Dạ, mình sẽ mở ra nha. Thôi mở ra coi dùng đổ xuống nước làm sao ăn, để lát lên rồi mở coi. Tắm xong rồi mình mở mình ăn nha. Dạ, mình lát vô nhà mình mở mình ăn.
Rồi, rồi muội ơi, mẹ cho muội trứng bất ngờ muội tắm vậy nè. Theo yêu cầu của muội á, muội có cảm ơn mẹ chưa? Dạ có. Rồi, muội nói cảm ơn mẹ cho các bạn nghe đi. Khoanh tay lại nè. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Giỏi. Tắm đi con vớt trứng đỏ con bỏ vô rổ đỏ. Con để rổ đỏ ra ngoài đi. Ông vớt bộ để rổ đỏ ra ngoài bên đó đi. Đó, đúng rồi. Rồi, trứng nào màu đỏ con bỏ ra ngoài rổ đỏ nha. Đâu màu đỏ đâu con dơ lên cho các bạn xem với. Đúng rồi, màu đỏ tiếng Anh đọc là gì con? Red. Red. Bỏ vô màu đỏ. À, red. Màu đỏ nhiều quá ha. Màu đỏ nhiều quá ha. Để bỏ vô giỏ. Đúng rồi. Rồi tới nào gì nữa ta? Màu xanh dương. Màu xanh dương, cái rổ màu xanh dương đâu? Cái rổ màu xanh dương ta. Rồi bỏ ra ngoài. Rồi. Không có trứng luôn nha. Rồi con lấy màu xanh dương con bỏ vô. Nhiều màu xanh dương da trời vô. Màu xanh dương là màu xanh da trời nha. Có mấy trứng ta? Dạ nhiều trứng. Nhiều trứng hả? Qua qua. Qua đã quá các bạn ơi. Đã quá rồi. Qua wow, mà đã nhiều quá. Để cô giáo cho. Cái gỗ màu đỏ màu đỏ. Màu đỏ nhiều quá để cô giáo cho. Quá đâu hết rồi. Đâu hết rồi. Hết ra. Mùi hát đi, mùi hát đi. Màu đỏ. À. Màu xanh dương. Rồi. Màu vàng ơi, màu vàng ơi. Bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây. Bạn có khỏe không? Ừ, một cái trứng khổng lồ màu vàng. Giơ lên các bạn xem. Không nổi luôn. Không nổi luôn, có nhiều trứng nhỏ bên trong nha các bạn. Có nước ở bên trong nữa nha các bạn. À, bà muội làm nước ở bên trong luôn. À, có mấy cái trứng màu vàng ta? Nhiều cái trứng màu vàng luôn á. Có mấy trứng màu vàng bên trong đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trứng nha. Làm gì vậy? Rồi con bỏ mấy cái trứng màu sắc ra ngoài đi, qua rổ hết đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Còn một cái nữa, trăm ngày nữa đâu. Con bỏ đâu, mẹ đâu biết. Đây nè. À, bỏ qua màu đỏ. Bỏ qua màu xanh dương. Rổ màu xanh lá cây nha. Buổi tắm đã chưa? Chào tạm biệt các bạn đi con. Dạ, chào tạm biệt các bạn nghe. Bye bye. Bạn muội đã được tắm với quả trứng bất ngờ đó các bạn. Bạn muội yêu cầu mẹ tắm quả trứng bất ngờ, mẹ cho bạn muội tắm quả trứng bất ngờ liền nha muội nha. Mới thích còn nha. Một đống trứng nè. À còn một đống trứng luôn á. Chào tạm biệt muội nha. Chào tạm biệt mẹ nha.